Xin chào cả nhà. Thì chúc cả nhà mình một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng, thật là tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay thì cùng ngắm hoa với Thủy nha. Hoa mới nở đẹp không nè cả nhà, màu trắng tinh khôi. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ là vẫn cái chương trình như mọi ngày, chúng ta sẽ đọc sách và trước khi đọc sách là uống wellness để tăng cường sức khỏe nè. Hôm nay cả nhà thấy không, Thủy đang mặc áo wellness nữa đó. Mời cả nhà mình uống vị sô cô la đó. Ngon quá, chờ một chút xíu lát nữa nè. Chúng ta tiếp tục đi đến cái cuốn sách là Kỹ năng đi trước đam mê nha. Và trong cái cuốn sách này là bữa trước là mình đã đọc tới cái chương số 7 là trở thành một người thợ lành nghề. Và trong cái phần mình chỉ mới đọc nửa chương thôi, chương khá là dài. Và trong cái phần nửa chương đầu thì mình rút ra được một cái kết luận là việc luyện tập có chủ đích có thể là bí quyết để bạn nhanh chóng trở nên giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ bạn. Đó. Và tiếp tục nữa là chúng ta sẽ đi tới cái mục nhỏ tiếp theo là Alex Berger khao khát những lời phê bình và Mike Jackson không kiểm tra email. À, nghe nhìn để xem trong này là có những cái nội dung gì nè. Hãy xem xét trường hợp của Alex Berger. Từ trợ lý trở thành đồng sáng lập một bộ phim truyền hình dài tập trong vòng 2 năm. Alex chia sẻ rằng, để đạt được đến trình độ viết kịch bản đạt chất lượng truyền hình, có thể mất tối thiểu từ vài năm cho đến tận 25 năm. Anh giải thích lý do mình thăng tiến nhanh như vậy là vì anh luôn bị ám ảnh bởi việc cải thiện bản thân theo kiểu nhà vô địch hùng biện. Anh nói, tôi luôn có khao khát trở nên giỏi hơn, nó giống như một môn thể thao vậy. Bạn cần luyện tập và học hỏi. Và Alex thừa nhận rằng, mặc dù bây giờ anh đã là một nhà viết kịch bản nổi tiếng, nhưng anh vẫn đọc các quyển sách hướng dẫn viết kịch bản và điều chỉnh những chỗ anh nghĩ mình có thể cải thiện được. Anh nói, đó là một quá trình học hỏi không ngừng nghỉ. Một điều nữa tôi nhận thấy ở Alex chính là cách học hỏi này không được thực hiện một cách đơn lẻ. Alex cho biết, bạn cần phải liên tục lắng nghe thông tin phản hồi từ đồng nghiệp và các chuyên gia. Trên chặng đường thăng tiến của mình, Alex luôn chọn những dự án mà anh bắt buộc phải trình bày sản phẩm của mình cho người khác. Ví dụ, như khi còn làm trợ lý cho NPC, anh đã viết hai kịch bản thử nghiệm, một cho VH1 và cùng với một nhà sản xuất mà anh gặp tại National Lampoon. Và trong cả hai trường hợp, tất cả mọi người đều chờ đợi đọc kịch bản của anh. Việc né tránh những lời phê bình là gần như không thể. Một ví dụ khác nữa là kịch bản Curb Your Enthusiasm. Đây là một kịch bản đã giúp Alex được làm việc chung với Michael Eisner, nhận được rất là nhiều lời nhận xét từ đồng nghiệp của Alex và chính anh yêu cầu họ làm vậy. Alex nhớ lại, bây giờ khi nhìn lại tôi thật sự thấy xấu hổ khi đã cho mọi người xem nó. Nhưng nếu anh ấy muốn trở nên tốt hơn thì đó là điều cần thiết. Và tôi mong rằng 10 năm sau tôi có thể nhìn lại và nói đúng những lời như vậy về những tác phẩm tôi đang viết lúc này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở Alex những đặc điểm mà Anders Ericsson định nghĩa là then chốt đối với việc luyện tập có chủ đích. Alex cải thiện khả năng bằng cách nhận những dự án vượt ngoài vùng thoải mái hiện tại của mình. Và không chỉ là một dự án tại một thời điểm mà thường là 3 đến 4 kịch bản cùng lúc, trong khi vẫn hoàn thành trách nhiệm công việc chính của mình. Sau đó anh liên tục xin thông tin phản hồi về tất cả mọi thứ. Dù cho bây giờ khi nhìn lại anh cảm thấy xấu hổ về chất lượng của những kịch bản mà anh đã gửi đi. Đây chính là luyện tập có chủ đích. Và nó đã phát huy tác dụng, nó giúp Alex thu thập vốn liếng sự nghiệp trong một thị trường kẻ thắng được tất cả, một thị trường nổi tiếng với việc không thích trao vốn liếng sự nghiệp cho ai. Và chúng ta cũng có thể thấy quyết tâm luyện tập có chủ đích tương tự trong câu chuyện của Mike Jackson. Tại mỗi giai đoạn trong con đường trở thành nhà đầu tư mạo hiểm, anh đều tiếp nhận các dự án vượt ngoài khả năng hiện tại của mình và nỗ lực thực hiện dự án thành công. Anh đảm nhận một dự án
một luận án thạc sĩ đầy tham vọng, mà sau đó nó chuyển thành một dự án nghiên cứu quốc tế thậm chí còn tham vọng hơn thế. Và từ dự án ấy, anh bước chân vào thế giới khắc nghiệt của những công ty khởi nghiệp, nơi mà nếu không có nguồn đầu tư từ bên trong, thì khả năng chi trả tiền thuê nhà của anh ấy đều hoàn toàn dựa vào việc anh có nghĩ ra được cách xoay sở nhanh chóng hay không. Hơn thế nữa, tại bất kỳ giai đoạn nào trên con đường này, Mike không chỉ tự thử thách bản thân, anh còn nhận được thông tin phản hồi trực tiếp và công trình nghiên cứu cho dự án quốc tế mà anh dẫn dắt sẽ được bình duyệt, nơi mà anh nhận được các phản hồi khắc nghiệt. Khi điều hành công ty khởi nghiệp của mình, những phản hồi này xuất hiện dưới hình thức số tiền thu vào. Nếu điều hành công ty một cách tệ hại, chắc chắn Mai sẽ không thoát khỏi sự thật này. Thông tin phản hồi sẽ ập đến dưới hình thức phá sản. Và trong vai trò là một nhà đầu tư mạo hiểm, Mai luôn nỗ lực thử thách năng lực của mình dựa trên các phản hồi. Và công cụ mới mà anh sử dụng là một danh sách theo dõi cách anh sử dụng mỗi giờ của mình trong ngày. Anh giải thích, mỗi đầu tuần tôi tính toán thời gian mà tôi muốn dành ra cho các hoạt động khác nhau. Sau đó tôi theo dõi xem mình thực hiện được đến đâu so với mục tiêu đặt ra. Và trong danh sách mẫu gửi cho tôi, anh chia các hoạt động của mình thành hai mục khó thay đổi. Nghĩa là các công việc hàng tuần mà anh không thể tránh né và rất có thể thay đổi được là các hoạt động mà anh có thể kiểm soát được. Đó, có hai mục nha. Dưới đây là thời lượng anh dành ra cho từng hoạt động. Đây là có một cái bảng phân phối trong sách này như thế này nè ha. Các công việc khó thay đổi như là hoạt động là email nè, bữa trưa nè, lên kế hoạch tổ chức sắp xếp gặp gỡ đối tác hành chính, họp kêu gọi vốn đầu tư hàng tuần. Rồi công việc có thể thay đổi là cải thiện các tài liệu gọi vốn đầu tư, quy trình gọi vốn đầu tư, nghiên cứu thẩm định đầu tư, điều hướng nguồn đầu tư, gọi điện cho các nhà đầu tư tiềm năng, vân vân. Đó, làm việc với các công ty đầu tư, mở rộng quan hệ phát triển chuyên môn. Đó. Mục tiêu của Mai khi sử dụng danh sách này là trở nên có chủ đích hơn với một ngày của mình. Một ngày của mình phải điều khiển được. Anh nói, việc dễ nhất chính là có mặt tại công ty vào buổi sáng và trả lời email suốt ngày hôm đó. Nhưng đó không phải là cách thức sử dụng thời gian hiệu quả. Mai thừa nhận rằng anh không còn sử dụng email nhiều, kể cả trong khoảng thời gian chúng tôi làm việc với nhau để viết quyển sách này. Thỉnh thoảng Mai mới trả lời các email tôi gửi cho anh. Cuối cùng tôi nhận ra rằng hơn hết nên gọi là cho anh ấy là khi anh đang trên đường đến văn phòng ở Palo Alto. Dĩ nhiên khi suy nghĩ kỹ càng thì điều này hoàn toàn hợp lý từ góc nhìn của Mike. Việc dành cả tiếng đồng hồ ngập ngụa trong hàng đống email không quan trọng từ những tác giả như tôi hay những sinh viên kinh tế mong muốn được nhận những lời chỉ dẫn cùng với những thứ nhỏ nhặt khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng gọi vốn và tìm kiếm những công việc công ty tốt của anh. Và đây mới là công việc chính mà mọi người đánh giá anh. Liệu anh ấy có khiến người khác khó chịu vì việc này không? Có thể. Nhưng lấy ví dụ như tôi cuối cùng cũng buộc phải gọi cho anh trong lúc anh đang di chuyển, thì bạn sẽ thấy rằng những thứ quan trọng sẽ tìm đến với anh, nhưng vẫn nằm trong thời gian biểu của Mike. Và khi nhìn vào danh sách của Mike, bạn sẽ nhận thấy anh hạn chế số giờ cho những công việc bắt buộc mà anh không giúp, mà không giúp anh trở nên tốt hơn là 18 tiếng. Và thay vào đó, phần lớn một tuần của anh tập trung vào những gì quan trọng nhất là gọi vốn, xem xét các nguồn tài trợ và giúp đỡ các công ty tài trợ là hết 27 tiếng. Và nếu không có sự theo dõi cẩn thận này, thì tỷ lệ trên có lẽ đã khác đi rất nhiều. Và đây chính là một ví dụ tuyệt vời của việc luyện tập có chủ đích trong công việc. Tôi muốn dành thời gian cho những gì quan trọng, thay vì cho những thứ cấp bách. Mai chia sẻ, và mỗi cuối tuần, anh đều in số liệu ra để xem mình thực hiện mục tiêu tốt đến mức nào và sử dụng những phản hồi này để dẫn dắt bản thân vào tuần kế tiếp. Và việc anh được thăng chức 3 lần trong vòng chưa đến 3 năm đã nhấn mạnh tính hiệu quả của phương pháp luyện tập có chủ đích này. Bây giờ là mình sẽ qua cái mục nhỏ là 5 thói quen của một thợ lành nghề. Câu chuyện của Alex Berger và Mike Jackson đã cho tôi những ví dụ tuyệt vời về việc luyện tập có chủ đích trong môi trường lao động trí óc. Tuy nhiên, bạn vẫn gặp khó khăn trong việc tìm ra cách áp dụng chiến thuật này vào công việc của bạn. Và chính nhờ thực tế này, tôi có động lực tìm hiểu các nghiên cứu về luyện tập có chủ đích
cũng như các câu chuyện về những người thợ lành nghề như Alex và Mai. Từ đó xây dựng nên một hệ thống các bước để áp dụng thành công chiến thuật này. Và ở phần này, tôi sẽ mô tả chi tiết các bước này. Không có công thức diệu kỳ gì cả, nhưng việc luyện tập có chủ đích là một quá trình thiên về kỹ thuật rất cao. Vì vậy, tôi hy vọng rằng việc mô tả cụ thể sẽ giúp bạn bắt đầu. Rồi, bây giờ xem là cái thói quen đầu tiên là gì nè. Bước 1, quyết định thị trường vốn mà bạn tham gia. Để mọi thứ được rõ ràng, tôi sẽ giới thiệu với bạn một vài thuật ngữ mới. Khi bạn thu thập vốn liếng sự nghiệp trong một lĩnh vực nào đó, bạn có thể tưởng tượng rằng mình đang thu thập vốn tại một loại thị trường vốn liếng sự nghiệp cụ thể. Có hai loại thị trường, kẻ thắng được tất cả và bán đấu giá. Trong thị trường kẻ thắng được tất cả, chỉ có một loại vốn liếng sự nghiệp và có rất nhiều người khác nhau cạnh tranh để có được nó. Viết kịch bản truyền hình là một thị trường kẻ thắng được tất cả. Bởi vì tất cả đều nhờ vào khả năng viết ra những kịch bản hay. Hay nói cách khác, loại vốn liếng duy nhất là khả năng viết kịch bản của bạn. Rồi ngược lại, thị trường đấu giá không có cấu trúc cụ thể như vậy. Có rất nhiều loại vốn liếng sự nghiệp. Mỗi người có thể tạo ra một bộ sưu tập độc đáo của riêng mình. Công nghệ không gian sạch chính là thị trường đấu giá. Ví dụ, lấy ví dụ như vốn liếng sự nghiệp của Mike Jackson bao gồm chuyên môn về thị trường năng lượng tái tạo được và khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, có rất là nhiều loại kỹ năng liên quan khác cũng có thể dẫn đến một công việc trong lĩnh vực này. Và với thông tin tôi vừa cung cấp, thì nhiệm vụ đầu tiên để xây dựng một chiến thuật luyện tập có chủ đích chính là xác định loại thị trường vốn liếng sự nghiệp mà bạn đang cạnh tranh trong đó. Việc trả lời cho câu hỏi này có vẻ rất hiển nhiên. Nhưng ngạc nhiên là chúng ta có thể dễ dàng xác định sai thị trường. Trên thực tế, đây là cách mà tôi đã diễn giải phần đầu tiên trong câu chuyện của Alex. Khi đặt chân đến Los Angeles, anh coi nền tảng công nghiệp giải trí như một thị trường đấu giá. Bằng cách nhận công việc biên tập trang web tại National Lampoon, anh bắt đầu xây dựng một đội ngũ sinh viên viết bài có nội dung hài hước. Và anh cũng quay thử một show truyền hình kinh phí thấp cho tổ chức. Và những hành động này rất hợp lý trong một thị trường đấu giá, nơi mà những kỹ năng đa dạng rất là quan trọng. Nhưng ngành công nghiệp giải trí không phải là một thị trường đóng giá, nó là một thị trường kẻ thắng được tất cả. Nếu bạn muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực viết kịch bản truyền hình giống như Alex đã phát hiện ra, thì chỉ có duy nhất một thứ quan trọng thôi, chất lượng kịch bản. Và phải mất một năm anh ta mới nhận ra sai lầm của mình. Nhưng một khi hiểu ra điều đó thì anh đã rời Lampoon và trở thành trợ lý cho một nhà sản xuất truyền hình để có thể hiểu rõ hơn về loại vốn liếng sự nghiệp duy nhất có giá trị trong lĩnh vực này. Và chỉ tới thời điểm này anh mới bắt đầu thăng tiến trong sự nghiệp. Nhầm lẫn giữa một thị trường kẻ thắng được tất cả và một thị trường đấu giá là chuyện bình thường. Và tôi thường chứng kiến điều này trong một lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của tôi, viết blog. Dưới đây là một email điển hình trong rất nhiều email mà tôi nhận được từ những người hỏi xin lời khuyên về việc thu hút người đọc blog của họ. Tôi đã đăng bài được một tháng đầu tiên và hiện tại tôi có khoảng 3.000 lượt xem. Mặc dù vậy, tỷ lệ người xem từ trang khác đến rồi thoát ra ngay lại cực kỳ cao. Đặc biệt là thông qua trang Dick và Reddit, tỷ lệ những trang này có thể lên đến gần 90%. Và tôi không biết bước tiếp theo tôi cần phải làm gì để giảm tỷ lệ này xuống. Người này đang nhìn việc viết blog như một thị trường đấu giá. Trong nhận thức của anh, có rất là nhiều loại vốn liếng liên quan đến viết blog, từ định dạng cho đến tần suất đăng bài, cho đến tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, cho đến việc làm thế nào để dễ dàng tìm thấy blog của anh trên các mạng xã hội. Và đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đăng các bài viết của mình trên nhiều trang mạng xã hội nhất có thể. Anh nhìn thế giới thông qua số liệu và hy vọng rằng với một tổ hợp đúng đắn các loại vốn, anh có thể kiếm được tiền từ blog của mình. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là viết blog không phải là thị trường đấu giá, nó là thị trường kẻ thắng được tất cả. Loại vốn duy nhất quan trọng chính là các bài viết của anh có hấp dẫn người đọc hay không. Một vài blog đỉnh trong lĩnh vực này có thiết kế rất thô kệch, nhưng các trang đó đều đạt được cùng một mục tiêu căn bản nhất, truyền cảm hứng cho người đọc. Khi bạn hiểu đúng cách
mà thị trường viết blog tồn tại, bạn sẽ không còn tính toán tỷ lệ người xem đến từ nơi khác nữa, mà bắt đầu tập trung vào việc viết những gì mà mọi người thật sự quan tâm. Đây là nơi năng lượng mà bạn cần được sử dụng nếu bạn muốn thành công. Ngược lại, Mike Jackson đã xác định chính xác rằng anh đang ở trong một thị trường đấu giá. Tuy không thực sự hiểu rõ mình muốn làm gì, nhưng anh biết nó có liên quan đến môi trường. Nhờ vậy, anh bắt đầu thu thập các nguồn vốn liên quan đến chủ đề rộng lớn này. Đó là bước đầu tiên xong ha, là quyết định thị trường vốn mà bạn tham gia. Tiếp theo, bước số 2, xác định loại vốn của bạn. Sau khi đã xác định thị trường, bạn cần phải xác định cụ thể loại vốn sự nghiệp mà bạn muốn theo đuổi. Nếu bạn ở trong một thị trường kẻ thắng được tất cả thì chuyện này khá dễ dàng. Và theo định nghĩa, thị trường này chỉ có một loại tiền vốn quan trọng. Nhưng đối với một thị trường đấu giá, bạn cần phải có sự linh hoạt. Một phương pháp hữu ích trong tình huống này chính là tìm kiếm những cánh cửa mở, những cơ hội giúp bạn thu thập tiền vốn đã mở rộng sẵn cho bạn. Lấy ví dụ, bước đi kế tiếp của Mike Jackson sau khi anh nhận được bằng thạc sĩ là làm việc cùng với một giáo sư ở Stanford về nghiên cứu chính sách môi trường. Chính quyết định này đã giúp Mike đạt được loại tiền vốn sự nghiệp quan trọng, hiểu biết sâu sắc về thị trường năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng đây cũng là một cơ hội được mở ra cho Mike, bởi vì anh đã là một sinh viên Stanford có bằng cấp trong lĩnh vực này. Điều này giúp Mike nhảy vào vai trò mới khá dễ dàng. Nhưng ngược lại, với một người ngoài Stanford, họ khó mà đảm nhận được một dự án quan trọng như vậy. Lợi thế của những cánh cửa mở chính là nó giúp bạn tiến xa nhanh hơn trong việc thu thập vốn liếng sự nghiệp. Và thay vì bắt đầu từ con số 0, để dễ hình dung, thì ta có thể tưởng tượng việc thu thập kỹ năng giống như một chiếc tàu lửa chở hàng vậy. Để tàu lăn bánh đòi hỏi một nỗ lực lớn. Nhưng một khi nó đã di chuyển rồi thì việc di chuyển đường ray trở nên rất là dễ dàng. Rồi. Nói cách khác, bắt đầu từ con số 0 trong một lĩnh vực mới mẻ là rất khó khăn. Giả sử như Mike quyết định rời Stanford để làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận. Anh sẽ phải bắt đầu từ nơi thấp nhất mà không có gì để chống đỡ. Và thay vì thế, bằng cách tận dụng lợi thế học tại Stanford để có được cơ hội làm việc với vị giáo sư Stanford, anh ấy đạt được số vốn liếng sự nghiệp quý giá sớm hơn rất nhiều. Rồi, tiếp theo chúng ta qua bước số 3, định nghĩa tốt. Tại thời điểm này, khi đã xác định được chính xác loại kỹ năng mình cần phát triển, rồi thì bạn đã có thể bắt đầu sử dụng các thông tin từ các nghiên cứu về việc luyện tập có chủ đích. Và điều đầu tiên mà các nghiên cứu này chỉ ra là bạn cần phải có những mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn biết nơi bạn muốn đến thì bạn không biết nơi bạn muốn đến thì sẽ rất là khó mà hành động. Sẽ khó mà hành động đó nha cả nhà. Và nó sẽ không có hiệu quả nữa. Biên tập viên Gov Corvin của tạp chí Fortune, tác giả một quyển sách về luyện tập có chủ đích, đã viết trong một bài báo đăng trên Fortune như sau: luyện tập có chủ đích đòi hỏi những mục tiêu tốt. Giống như khi bạn hỏi một nghệ sĩ như Jordan Tai về định nghĩa tốt là gì với anh, gần như bạn sẽ không thấy một có sự mơ hồ nào cả. Luôn luôn có những kỹ năng mới phức tạp hơn cần phải thành thục. Đối với Alex Berger, định nghĩa tốt cũng rất rõ ràng. Kịch bản của anh ấy được mọi người đánh giá một cách nghiêm túc. Và chẳng hạn như một trong những dự án mà anh thực hiện khi còn làm trợ lý là viết một kịch bản để nộp cho các công ty tìm kiếm tài năng. Đối với anh, tại thời điểm mới bắt đầu thu thập vốn liếng, tốt nghĩa là viết được một kịch bản đủ hay để một người đại diện phải liên lạc với anh. Không hề có sự mơ hồ nào về định nghĩa thành công của mục tiêu này. Tiếp theo nha, qua bước số 4 là kéo giãn và phá hủy. Chúng ta hãy cùng trở lại bài báo của Gov Coffin. Được nêu trên, ông đã đưa ra lời cảnh báo về việc luyện tập có chủ đích. Thật thoải mái khi làm những việc mà bạn biết chúng, những việc mà chúng ta biết cách làm tốt, và đó chính xác là những điều đối nghịch với những gì mà luyện tập có chủ đích đòi hỏi. Luyện tập có chủ đích trên hết là nỗ lực của sự tập trung.
Đó là điểm khiến nó trở nên có chủ đích. Khác hẳn với việc chơi đàn hay đánh tennis một cách thờ ơ mà hầu hết mọi người thực hiện. Nếu bạn có mặt và làm những gì mà người khác yêu cầu, thì như Anders Ericsson đã nói ở phần đầu chương này, bạn sẽ đạt đến một mức độ chấp nhận được. Và trước khi bạn chạm mức ổn định, tin tốt về việc luyện tập có chủ đích đó là nó sẽ đẩy bạn vượt qua khỏi mức ổn định và vào một nơi mà có rất ít sự cạnh tranh. Tin xấu là lý do rất ít người đạt được điều này nằm ở đặc điểm mà Corvin đã cảnh báo chúng ta. Luyện tập có chủ đích là sự đối nghịch với những tình trạng thoải mái. Tôi rất thích thuật ngữ kéo giãn để mô tả cảm giác về việc luyện tập có chủ đích vì nó rất giống với việc trải nghiệm của chính tôi trong hoạt động này. Khi tôi học một phương pháp giải toán mới, một trường hợp điển hình của luyện tập có chủ đích, cảm giác không thoải mái trong đầu tôi cũng gần giống như sự căng thẳng về thể chất. Như thể các neuron trong não tôi đang biến đổi thành một hình thể khác. Và bất kỳ một nhà toán học nào cũng sẽ thừa nhận rằng cảm giác kéo giãn này cực kỳ khác biệt so với cảm giác thoải mái khi áp dụng một phương pháp mà bạn đã thuần thục. Tuy nhiên, sự kéo giãn này, như bất kỳ một nhà toán học nào cũng đều sẽ thừa nhận, chính là tiền đề để trở nên tốt hơn. Không thoải mái nhưng mà vẫn phải làm để cho mình tốt hơn nha. Đây là điều mà bạn cần trải nghiệm trong quá trình theo đuổi cái tốt. Và nếu bạn đang thoải mái, điều đó có nghĩa là bạn đang bị mắc kẹt ở một mức chấp nhận được. Tuy nhiên, vượt ngưỡng thoải mái chỉ là một phần của luyện tập có chủ đích. Phần còn lại chính là tiếp nhận những phản hồi chân thật, kể cả khi nó phá hủy cái mà bạn từng nghĩ là tốt. Như Corvin giải thích trong bài báo đăng trong Fortune, có thể bạn nghĩ rằng bài luyện tập cho buổi phỏng vấn của bạn đã hoàn hảo, nhưng ý kiến riêng của bạn không có giá trị. Thật dễ để bạn cho rằng những gì bạn làm đã đủ tốt và gạch nó khỏi danh sách công việc của bạn. Nhưng chỉ có những phản hồi chân thật, đôi khi khắc nghiệt, mới giúp bạn biết được đâu là điều bạn nên thay đổi, hướng tập trung để tiếp tục tiến bộ. Và trong trường hợp của Alex Berger, anh làm tất cả mọi thứ để giữ cho nguồn thông tin phản hồi liên tục đến với mình. Alex nhớ lại trong năm đầu tiên mà anh ấy nghiên cứu. Anh ấy nghiêm túc theo đuổi vốn liếng sự nghiệp trong lĩnh vực viết kịch bản truyền hình. Anh cùng lúc viết hai kịch bản thử nghiệm, một cho VH1 và một cho nhà sản xuất mà anh gặp tại National Lampoon. Và trong cả hai trường hợp, anh đều làm việc với những chuyên gia, những người không ngần ngại chỉ cho anh thấy trong kịch bản của anh ấy chỗ nào tốt, chỗ nào không. Mặc dù bây giờ anh ấy cảm thấy có phần nào đó bẽ mặt về chất lượng kịch bản mà anh đã gửi đi để nhận phản hồi tại thời điểm đó, nhưng anh cũng thừa nhận rằng chính những phản hồi thẳng thắn và liên tục mà anh nhận được đã khiến năng lực viết lách của anh ấy tiến bộ rất nhanh. Rồi, bước số 5. Kiên nhẫn. Trong bài phỏng vấn năm 2007 với Charlie Rose, đây là Casey Martin phân tích chiến lược học đàn banjo của ông. Tôi nghĩ rằng nếu tôi kiên trì với nó thì đến một ngày nào đó tôi sẽ chơi đàn được 40 năm. Và bất kỳ ai dính với một thứ gì đó trong 40 năm hẳn nhiên sẽ rất giỏi làm việc đó. Và đối với tôi, đây là ví dụ của sự kiên nhẫn phi thường. Học chơi đàn banjo rất khó, vì thế mà Martin sẵn sàng nhìn xa hơn vào 40 năm trong tương lai để dự đoán kết quả cho những ngày tháng khổ luyện và khả năng chơi đàn ở cấp độ trung bình trước mắt. Và trong tự truyện của mình, Martin trình bày chi tiết hơn về ý tưởng này khi ông ấy bàn về tầm quan trọng của sự kiên trì đối với thành công của ông trong ngành giải trí. Điều thú vị nằm ở việc Martin định nghĩa lại khái niệm này như sau. Quan trọng không phải bạn tập trung vào mục tiêu chính, mà là bạn có sẵn sàng bỏ qua những mối bận tâm khác khiến bạn sao nhãng hay không. Và bước cuối cùng để áp dụng việc luyện tập có chủ đích vào công việc của bạn chính là đón nhận phong cách kiên trì này. Lập luận của nó như sau. Thu thập vốn liếng thì cần có thời gian. Với Alex thì anh ấy mất khoảng 2 năm để luyện tập có chủ đích, trong khi kịch bản truyền hình của anh ấy được sản xuất lần đầu tiên. Và đối với Mike Jackson là sau 5 năm sau khi tốt nghiệp, trước khi đổi số vốn đạt được công việc mơ ước. Và đó là lý do vì sao tính kiên trì của Martin cực kỳ quan trọng. Không có sự kiên trì sẵn sàng từ chối những công việc mới đầy hào nhoáng, bạn sẽ phá bỏ hết những nỗ lực mình có của mình trước khi đạt được vốn liếng cần thiết. Và tôi nghĩ về hình ảnh Martin chơi đàn banjo,
ngày này qua tháng nọ suốt 40 năm, quả thật rất thấm thía. Nó thể hiện đầy đủ cảm giác thu thập vốn liếng sẽ như thế nào. Bạn kéo giãn chính mình ngày qua ngày, tháng qua tháng, trước khi bạn nhìn lên và nhận ra rằng này, tôi đã trở nên giỏi, khá giỏi rồi, mọi người đã bắt đầu chú ý đến tôi rồi. Rồi, đó là 5 cái yếu tố ha cả nhà. Để thì lướt qua lại nè. Đầu tiên là quyết định thị trường vốn mình tham gia nè, xong rồi xác định loại vốn của mình nè, rồi định nghĩa tốt là như thế nào, kéo giãn và phá hủy, và cuối cùng là kiên nhẫn. Đó, là mình tập qua cái phần tóm tắt quy tắc số 2 nè. Quy tắc 1, bàn về quan niệm từ trước đến nay về cách mà mọi người tìm ra công việc mình yêu thích. Nó tranh luận rằng thuyết đam mê, một giả thuyết cho rằng bí quyết để yêu công việc của mình là tìm một công việc phù hợp với một đam mê có sẵn từ trước. Là một lời khuyên tồi tệ, có rất ít bằng chứng cho thấy hầu hết mọi người đều có những đam mê sẵn có đang chờ đợi được khám phá. Và việc tin rằng có một công việc phù hợp đang đợi ta ở ngoài kia có thể dẫn đến trạng thái không hạnh phúc và mơ hồ kéo dài khi nhận ra thực tế không như ta mộng tưởng. Đúng rồi. Bên ngoài kia đâu phải là bạn được, là bạn đâu phải là cái rốn của vũ trụ đâu, mà mọi thứ thì phải theo bạn. Bạn phải cố gắng tìm ra, mà phải đi trải nghiệm tìm kiếm. Rồi, tiếp theo quy tắc số 2, trả lời cho câu hỏi nói tiếp: nếu theo đuổi đam mê là một lời khuyên tồi, vậy thì bạn phải làm gì? Quy tắc này cho rằng những đặc điểm tạo nên một công việc tuyệt vời rất hiếm hoi và quý giá. Và nếu bạn muốn sở hữu một công việc này, bạn cần phải có những kỹ năng hiếm hoi và quý giá để trao đổi. Và tôi gọi những kỹ năng hiếm hoi và quý giá này gọi là vốn liếng sự nghiệp. Tôi đã chỉ ra rằng nền tảng cho việc tạo nên công việc bạn yêu thích chính là thu thập một lượng lớn vốn liếng sự nghiệp. Và với định nghĩa này, chúng ta chuyển sang quá trình thu thập vốn liếng. Tôi cho rằng việc tiếp nhận tư duy thợ lành nghề là một việc rất quan trọng. Và tư duy này nói rằng bạn cần phải tập trung không ngừng nghĩ vào những giá trị mà bạn có thể trao cho thế giới. Nó trái ngược hoàn toàn với một tư duy thường thấy, đó là tư duy niềm đam mê. Tư duy này cho rằng bạn chỉ cần tập trung vào những giá trị mà thế giới này có thể trao cho bạn. Tuy nhiên, kể cả khi bạn đã có tư duy thợ lành nghề thì việc trở nên giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ bạn thật không dễ chút nào. Và để giúp bạn, tôi đã giới thiệu được một khái niệm được nghiên cứu kỹ lưỡng là luyện tập có chủ đích. Và đây là một cách tiếp cận công việc theo kiểu chủ đích kéo giãn khả năng của bạn ra khỏi vùng thoải mái. Kéo giãn khả năng của bạn ra khỏi vùng thoải mái. Sau đó tiếp thu những phản hồi thẳng thắn về khả năng của bạn. Các nhạc sĩ, vận động viên, các kỳ thủ đều biết đến việc luyện tập có chủ đích. Tuy nhiên, những người lao động trí óc lại không biết về việc này. Đây chính là một tin tuyệt vời với những người lao động trí óc. Nếu bạn có thể áp dụng chiến lược này vào trong công việc, bạn có thể qua mặt bạn bè mình trong quá trình thu thập vốn liếng sự nghiệp. Đó là tổng kết được cái chương số 2 nha. Và hôm nay là mình cũng dừng tại đây nha cả nhà. Và Thủy rất là cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe cho tới giờ phút này. Và cảm ơn. Và Thủy rất là mong chờ được những lời góp ý của cả nhà mình nha. Tất nhiên là mình đâu phải là một người làm video chuyên nghiệp hay là một người đọc sách, một người làm về mảng xã hội chuyên nghiệp hay là truyền thanh chuyên nghiệp để mà có thể nói ra rất là hay như vậy. Thì mình đang cố gắng mỗi ngày thôi. Mong cả nhà góp ý cho mình nha. Chúc cả nhà một ngày tuyệt vời, một ngày hạnh phúc, một ngày đầy may mắn sẽ đến với mình. Bye bye.